Tiếp tục chương trình với những thông tin khác, thời gian gần đây, việc xuất hiện các cửa hàng nông sản của các địa phương tại thành phố Huế đã trở thành những địa chỉ mua bán uy tín đối với người dân. Với hình thức kinh doanh liên kết giữa thị trường tiêu thụ và các địa chỉ sản xuất sản phẩm nông sản sạch đã giúp cho các mặt hàng nông sản đặc sản của các địa phương đến tận tay người tiêu dùng. Và chính người tiêu dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn đối với những sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Phóng sự phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này. 7 giờ sáng tại cửa hàng đặc sản A Lưới, cũng như mọi ngày, chị Lê Thị Kim Thoa lại bắt đầu công việc phân loại các nông sản vùng cao vừa được nhập về cửa hàng. Tương bò rau xanh và con đầm sương sớm, những loại rau củ tươi ngon luôn là những mặt hàng đắt khách nhất ở đây. Buổi sáng là chúng tôi thu mua ở chợ và đặt hàng của bà con trồng rau sạch, thực phẩm an toàn, chất lượng, thịt heo, thịt bò là rõ nguồn gốc. Buổi sáng là chúng tôi sẽ gửi xe sớm gửi về đây để bán để phục vụ bà con ở thành phố, giúp bà con có được những loại rau và rau củ và thịt ngon nhất và tươi nhất. Không chỉ có các loại nông sản sạch được liên kết với các hợp tác xã sản xuất rau sạch của các huyện, cửa hàng đặc sản A Lưới còn bày bán các loại đặc sản địa phương như mật ong rừng, nếp thang, gạo ra dư, bò khô. Tất cả các mặt hàng đều được kê khai giá cụ thể, nguồn gốc rõ ràng, nên nơi đây dần trở thành địa điểm mua sắm uy tín của nhiều người dân xung quanh khu vực này. Đây là lần đầu tiên em tới mua hàng ạ. Em nghe bạn bè giới thiệu đồ ở đấy thì đặc sản qua lưỡi, nên em tới xem thử. Em thấy rau ở đấy cũng rất là tươi, rất ngon. Còn đây là cửa hàng nông sản sạch Quảng Điền. Chủ cửa hàng vốn là chủ của một trang trại sản xuất thực phẩm sạch. Với mong muốn chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của gia đình và bà con nông dân sản xuất rau sạch tại địa phương, anh đã quyết định thành lập cửa hàng này. Tất cả các mặt hàng từ rau củ đến thịt heo, thịt bò đều được vận chuyển từ trang trại và tiêu thụ trong ngày nên chất lượng luôn được đảm bảo. Bản thân của chúng tôi là những người sản xuất và những người trực tiếp quản lý. Cho nên cái nguồn mà thực phẩm là rất là được an toàn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cơ sở của chúng tôi là đã được chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm và cũng được kiểm tra rất là nhiều lần. Đấy là an toàn, không có lo gì hết. Rau sạch, thịt sạch cái gì an toàn hết. Khách hàng nó cũng thích mua đấy. Thông qua việc cung ứng trực tiếp đến người tiêu dùng, rút ngắn con đường đưa sản phẩm ra thị trường, các cửa hàng nông sản sẽ hạn chế được tình trạng ép giá, người nông dân cũng sẽ bán được giá thành tốt hơn. Ngoài việc tạo được đầu ra cho các loại nông sản sạch trước tình hình tiêu thụ khó khăn như hiện nay, thì việc thành lập các cửa hàng nông sản còn là cơ hội để quảng bá, đưa các loại đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là một cái vấn đề quảng bá, kết nối các cái sản phẩm của A Lưới về với vùng đồng bằng. Và trong tương lai chúng tôi sẽ mở rộng không những ở thành phố Huế mà các cái tỉnh bên ngoài. Và chúng tôi đã tập trung ký kết được 19 biên bản với các cái nhà máy, với các cái cửa hàng lớn ở Huế và siêu thị Big C để tạo đầu ra cho các nông đặc sản của A Lưới như gạo ra dư, thịt bò, vải giang, hoa tulip và rau an toàn. Trước tình trạng các loại hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên thị trường, thì việc mua sắm tại các cửa hàng nông sản sạch, nông sản địa phương có thể xóa đi phần nào nỗi lo về chất lượng các loại thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những cửa hàng đảm bảo chất lượng, thì tại một số địa điểm vẫn còn nhiều mặt hàng bày bán không rõ nguồn gốc. Vì thế, ngoài sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, thì mỗi khách hàng vẫn nên là người tiêu dùng thông thái để lựa chọn những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.